Chào các bạn. Hôm nay thì tôi cũng rất là muốn được chia sẻ với các bạn đôi điều về cái kinh nghiệm học và tiếng Nhật. Cá nhân tôi thì bắt đầu học tiếng Nhật từ năm 1990, tức là tính đến nay đã là 30 năm rồi, đúng không ạ? Tất nhiên là so với nhiều các cái thế hệ các thầy cô đi trước thì thời gian đó cũng chưa phải là quá dài. Nhưng có lẽ là so với các bạn, những cái thế hệ đi sau, tuổi trẻ hơn thì khoảng thời gian này cũng có lẽ đủ dài để tôi có thể có được một số kinh nghiệm nào đó và đi trước các bạn để có thể chia sẻ cùng với các bạn. Mà cá nhân tôi cảm thấy rất là tâm đắc trong cái trải nghiệm cá nhân của mình khi mà mình học tiếng Nhật. Điều đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ cùng với các bạn đó là cái cách học mà theo như người Nhật nói ấy, đó là isogazu và yasumazu. Nghĩa là chúng ta học không nên quá vội nhưng mà không được ngừng nghỉ. Thì có lẽ đây là cái bí quyết mà tôi nghĩ không chỉ áp dụng là riêng trong việc học tiếng Nhật đâu, mà trong việc học tập bất cứ một cái loại hình hay là một cái lĩnh vực chuyên môn nào khác, hoặc là ngay cả trong đời sống nữa, thì nó cũng rất là hữu ích. Nghĩa là khi mà học thì chúng ta không nên tự đặt cho mình những cái mục tiêu quá lớn, quá nặng nề. Nghĩa là chúng ta không nên quá vội, đúng không ạ? Không nên là đặt cho mình mục tiêu là mỗi ngày em phải nhớ được 500 từ vựng chẳng hạn. Thế thì nếu mà một cái mục tiêu nặng nề và lớn như vậy thì nó sẽ đè bẹp bản thân chúng ta. Chúng ta sẽ tự tạo sức ép cho mình và việc học như vậy thì sẽ không duy trì lâu được. Cho nên là chúng ta không nên vội isogazu. Tuy nhiên một cái điểm quan trọng nữa đó là phải yasumazu nữa. Nghĩa là chúng ta không được ngừng nghỉ. Tức là các bạn có thể đặt ra một mục tiêu vừa sức thôi. Mỗi ngày thì sẽ cố gắng ví dụ nhớ khoảng 20 đến 30 từ vựng chẳng hạn. Không phải là quá nặng nề, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải duy trì cái việc học tập đó một cách thường xuyên và lâu dài. Nghĩa là không được lấy bất cứ một cái lý do gì như là phải đi chơi với bạn, như phải sinh nhật bạn, như là có đám cưới hay là hôm nay phải xem bộ phim hay vân vân. Những cái lý do như vậy, ngay cả có những cái lý do như vậy thì chúng ta vẫn phải đảm bảo là một ngày chúng ta nhớ 20 đến 30 từ vựng. Đó thì đấy là cái ý nghĩa của cái khía cạnh là yasumazu trong quá trình học. Đó thì cái điều đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là hãy học mà isogazu và yasumazu. Chắc chắn các bạn sẽ đạt được những cái kết quả rất là bất ngờ. Cái điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ấy, đó là các bạn hãy học tập ở mọi lúc mọi nơi. Tức là cái việc học mình không nên bó buộc rằng là mình cứ phải ngồi trên lớp, mình cứ phải vào thư viện, mình cứ phải đọc sách mới là học. Mà các bạn nên căng cái anten của mình ở bất cứ ở cái thời điểm hoặc là một cái địa điểm, cái không gian nào. Cụ thể như các bạn có thể học qua xem kịch, có thể học qua nghe bài hát, đúng không ạ? Hay thậm chí là học khi mà các bạn nhìn thấy một cái hộp thuốc mà ghi bằng tiếng Nhật. Nếu như các bạn chú ý đọc thôi, đúng không ạ? Thì ở đây đã có rất nhiều từ vựng liên quan đến lĩnh vực y tế, y học rồi. Hay là khi chẳng hạn các bạn vào những cái khu vui chơi công cộng hay thậm chí là nhà vệ sinh công cộng, có rất nhiều những cái biển báo người ta ghi ở trên đó. Những cái lưu ý, những cái chú ý, những cái cảnh báo chẳng hạn ghi bằng tiếng Nhật. Thì nếu như chúng ta để ý thôi thì như vậy là chúng ta đã học rất nhiều rồi. Thế cho nên là cái việc học để mà học được một cách hiệu quả và luôn luôn có cái niềm vui trong việc học tập thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên học, xác định là chúng ta học ở mọi lúc mọi nơi thì sẽ là cách học rất là tốt. Và cái điều cuối cùng muốn được chia sẻ với các bạn đó là khi học thì chúng ta đừng bao giờ nên ngần ngại để thử cái mới. Cụ thể ở đây đó là khi mà các bạn học được một cái gì đó mới, ví dụ trong tiếng Nhật chúng ta học được một từ mới, một khái niệm mới hay là một cái thông tin, một câu chuyện gì đó mới chẳng hạn, thì các bạn hãy đừng ngại, đừng ngần ngại trong cái việc là thử nó, thử dùng nó trong thực tế. Ví dụ như là các bạn nhớ được một cái từ hôm nay bạn thấy rất hay chẳng hạn, trong kinh doanh người Nhật người ta nói là gì nhỉ, tăng tô chụp như chẳng hạn. Khi họ nói trong đàm phán ấy, mà muốn nói một cái gì đấy thẳng thắn, ví dụ như là muốn xin giảm giá hay là muốn thương lượng cái gì đó, thì họ có thể dùng từ là tăng tô chụp như nhỉ ít tệ tệ bảo 5% chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì đấy là một cái cách nói trong kinh doanh với hàm ý rằng là nói một cách thẳng thắn, nói một cách ngắn gọn thì tôi đề nghị là giảm giá cho tôi khoảng 5% có được không ạ? Ví dụ như vậy. Thì cái cách nói nó rất là hình ảnh và rất là hay. Thì khi mà chúng ta nhớ được ấy, thì các bạn hãy cố gắng tận dụng cơ hội ở đâu đó. Hãy thử dùng cái đó xem.
Thì khi mà chúng ta dùng một cách nói mới, một cái cách nói nó hay và nó đắt như vậy, và người Nhật người ta hiểu, người ta thấy thú vị với cái điều bạn nói, thì đây chính là một cái niềm vui mà nó tạo động lực cho chúng ta để chúng ta có thể học tiếp những cái hay hơn, những cái thú vị hơn nữa, đúng không ạ? Thế thì tôi nghĩ rằng là cái việc không ngừng thử những cái điều mới và dám là chấp nhận những cái sự thay đổi, những cái mới cũng là một cái điều rất là quan trọng trong quá trình học tập nói chung và học tập tiếng Nhật nói riêng. Thì với những cái chia sẻ như vậy thì cũng mong là các bạn sẽ có thêm được những cái kinh nghiệm, hoặc là có thêm được những cái gọi là sao nhỉ, thông tin tham khảo để có thể học tiếng Nhật tốt hơn nữa, và sẽ tìm thấy những cái niềm vui, niềm đam mê của mình trong việc học tiếng Nhật. Chúc các bạn sẽ có nhiều thành công.